người may mắn luôn gặp may mắn trong cuộc sống của mình và đem may mắn đến khắp mọi nơi những dấu hiệu rất rõ ràng điều thứ nhất họ luôn tìm kiếm điều tích cực việc thoải mái và tích cực trong mọi tình huống là một thử thách nhưng nó là điều rất cần thiết một người lạc quan vui vẻ luôn thích điều tốt hơn điều xấu và điều tích cực hơn tiêu cực thay vì mong đợi nhiều họ tập trung vào mặt tích cực của mọi thứ điều thứ hai họ không phàn nàn mà linh hoạt trong mọi tình huống họ thường không phàn nàn vì mọi thứ họ tìm kiếm một giải pháp và làm theo nó nếu không có giải pháp họ sẽ hạ thấp kỳ vọng của mình và tiếp tục điều thứ ba họ tránh xa những lo lắng không cần thiết họ có những ước mơ và mục tiêu lớn cần đạt được đồng thời cũng chấp nhận thử thách tuy nhiên họ có nhiều khả năng thích thú với quá trình hoàn thành một điều gì đó hơn là quan tâm đến kết quả điều thứ tư họ dành đủ thời gian cho những thứ họ thích hầu hết mọi người quá bận rộn trong cuộc sống của mình để dành thời gian cho bản thân mình trong khi một số người tìm thấy thời gian để làm những việc họ yêu thích chẳng hạn như chơi thể thao dành thời gian cho con cái và gia đình và đi du lịch có thể dành thời gian cho những điều tốt đẹp và dành thời gian cho bên ngoài, giúp họ duy trì tính cách vui vẻ và may mắn như vậy. Điều thứ năm, họ biết ơn những gì họ có. Vấn đề của bạn trở nên lớn hơn khi bạn phàn nàn và lo lắng nhiều hơn. Thông thường những người may mắn sẽ dành thời gian cho những điều tốt đẹp hơn là những điều tiêu cực. Những người may mắn có thể biết ơn mọi thứ trong cuộc sống và cuối cùng thu hút nhiều điều tốt đẹp hơn với lối suy nghĩ này người đó có thể đã có nhiều thử thách hơn bạn mặc dù vậy người ấy vẫn cố gắng giữ được hạnh phúc trong mọi tình huống họ là những người luôn vui vẻ và may mắn những người truyền cảm hứng cho bạn trở nên tích cực hơn trong cuộc sống để trở thành một người vui vẻ may mắn bạn cần đặt mình vào vị trí tốt hơn để suy nghĩ phản ứng và cư xử tích cực sau đây là một số bước nhỏ bạn có thể bắt đầu bắt đầu chấp nhận mọi thứ như hiện tại mà không có nhiều kỳ vọng. Hãy biết cơ những thứ bạn đã có, bạn đã may mắn rồi. Đừng tạo áp lực cho bản thân mình về những điều bạn không thể kiểm soát. Cố gắng nhìn vào mặt tích cực của một cái gì đó. Tìm niềm vui trong những điều nhỏ nhặt mỗi ngày. Bạn muốn có một kết nối vui vẻ và tích cực. Hãy cứ tin rằng sau này mọi chuyện sẽ tốt đẹp. Có một tính cách vui vẻ và may mắn có nghĩa là bạn nhìn thấy mặt tích cực của mọi thứ và tìm kiếm niềm vui trong mọi thứ nó giúp bạn trẻ hơn và khỏe mạnh hơn và một dấu hiệu rất quan trọng mà chúng ta cần phải lưu tâm và dấu hiệu này đòi hỏi chúng ta cần phải rèn luyện trong cuộc sống của mình và khi chúng ta nhận thức được điều này thì chúng ta sẽ liên tục tạo ra năng lượng may mắn trong cuộc sống của mình đó chính là mỗi người trong cuộc sống của bạn là tấm gương phản chiếu của bạn quốc anh sẽ giải thích rõ cho các bạn về điều này điều này có nghĩa là những người khác luôn phản ánh phần ý thức của bạn trở lại với bạn cho phép bạn nhìn thấy bản thân mình phát triển và thay đổi niềm tin của bạn về con người của bạn và về những người khác và khi bạn làm như vậy các mối quan hệ của bạn cũng sẽ thay đổi tích cực những phẩm chất bạn ngưỡng mộ nhất ở người khác là một phần trong ý thức của bạn và điều tương tự cũng xảy ra với những phẩm chất bạn không thích điều này có nghĩa là để thay đổi bất cứ điều gì trong các mối quan hệ của bạn bạn phải là người thay đổi mà bạn muốn thấy bạn có thể học cách nhận ra bản thân mình trong người khác bằng cách nhận ra rằng mọi thứ và mọi người đều là tấm gương phản chiếu của bạn chỉ khi bạn hiểu ý nghĩa thực sự của việc nhìn thấy bản thân mình thì mới không có chỗ để đổ lỗi, không có chỗ để phán xét và không có chỗ để cảm thấy mình là nạn nhân của hành động hoặc lời nói của người khác. Chỉ có chỗ cho tình yêu thực sự dựa trên sự thấu hiểu và lòng biết ơn. Mặc dù sự thật này áp dụng cho tất cả các mối quan hệ của bạn, từ gia đình của bạn, bạn bè và đồng nghiệp của bạn và thậm chí với những người mà bạn coi là kẻ thù của mình nhưng chính mối quan hệ của bạn với người yêu mới giúp bạn có cái nhìn gần nhất chính xác nhất bạn là ai nếu bạn gặp khó khăn trong các mối quan hệ của mình thì sự lặp lại của những thử thách giống nhau cùng nỗi thất vọng và cùng sự bất an khiến bạn chán nản hãy hiểu rằng mọi người là tấm gương phản chiếu của bạn là con đường mạnh mẽ nhất và nhanh nhất để thay đổi tích cực các mối quan hệ của bạn và tất cả đều bắt đầu từ niềm tin của bạn về các mối quan hệ những kinh nghiệm trong quá khứ về các mối quan hệ đã tạo nên niềm tin cốt lõi của bạn trải nghiệm mối quan hệ đầu tiên của bạn bao gồm những gì bạn đã nghe khi còn nhỏ âm nhạc bạn nghe sách bạn đọc mối quan hệ bạn thấy giữa những người khác và vô số nguồn khác tất cả những điều này càng khiến bạn xúc động bạn càng có niềm tin sâu sắc về những gì bạn cảm nhận được vào thời điểm đó bằng cách này một số người đã áp dụng niềm tin tích cực về các mối quan hệ các mối quan hệ là một trải nghiệm vui vẻ tích cực trong khi những người khác chấp nhận điều ngược lại các mối quan hệ thường dẫn đến sự đau khổ tùy thuộc vào bản chất niềm tin của bạn bạn sẽ trải qua những mức độ khác nhau của niềm vui hoặc nỗi tuyệt vọng trong mối quan hệ của mình bởi vì mọi người đều là tấm gương phản chiếu của bạn giới hạn niềm tin là nguyên nhân gây ra khó khăn trong mối quan hệ của bạn nếu trải nghiệm mối quan hệ của bạn khó khăn cho đến nay có lẽ bạn đã đầu hàng với niềm tin tiêu cực mối quan hệ là khó khăn hoặc bạn bất lực trong các mối quan hệ những niềm tin này trở thành một phần của hệ thống niềm tin của bạn và bằng cách tuyên bố chúng đúng ngay cả khi chúng không phải là sự thật khách quan bạn tiếp tục thu hút những mối quan hệ tương tự và một lần nữa bạn không thể không tự hỏi tại sao những gì bắt đầu với hy vọng như vậy lại kết thúc mà không có chút hy vọng nào không bao giờ nhận ra rằng các mối quan hệ của bạn đang phản ánh chính những niềm tin đó trở lại với bạn bất kể người đó là ai bên cạnh bạn cho dù bạn có thay đổi bao nhiêu lần đi chăng nữa thì các nguyên tắc cơ bản của mối quan hệ của bạn vẫn sẽ không thay đổi bởi vì họ chỉ đơn giản là phản chiếu bạn nó không thể là cách khác thoạt đầu nhận thức này có thể khiến bạn thất vọng và thậm chí bạn có thể từ chối sự thật rằng mọi người đều là tấm gương phản chiếu của bạn tuy nhiên bạn sẽ nhanh chóng xem đó là một tin vui vì điều đó có nghĩa là bạn cũng có thể tận hưởng một mối quan hệ yêu đương mà trước đây dường như đã nằm ngoài tầm với để làm được như vậy người duy nhất bạn cần thay đổi đó là chính bạn hãy là sự thay đổi mà bạn muốn trải nghiệm trong các mối quan hệ của mình thay đổi không phải là bên ngoài mà là bên trong mọi người và mọi thứ trong trải nghiệm thực tại của bạn là thực tế duy nhất mà cá nhân bạn có thể trải nghiệm đều là sự phóng chiếu của ý thức bạn các mối quan hệ của bạn phản ánh bạn là ai hay chính xác hơn là bạn tin rằng bạn là ai qua những gì bạn giả định những gì bạn cảm thấy những gì bạn tưởng tượng và những gì bạn nghĩ là đúng bạn tạo ra thực tế của bạn và vì các mối quan hệ của bạn là một phần của thực tế của bạn chính bạn là người tạo ra các mối quan hệ của bạn mọi người là tấm gương của bạn mọi người và mọi thứ trong cuộc sống của bạn đều là ý thức của bạn bị đẩy ra ngoài cuộc gặp gỡ gần nhất mà bạn có thể có với ý thức của mình là thông qua các mối quan hệ thân thiết của bạn mối quan hệ của bạn với người yêu là cơ hội để bạn trải nghiệm bản thân mình và cũng là cơ hội để bạn thay đổi những phần ý thức không phục vụ bạn khi bạn học cách nhìn nhận bản thân trong người yêu của mình và cam kết thay đổi những niềm tin hạn chế đang cản trở các mối quan hệ của bạn bạn sẽ có thể mở ra cánh cửa để làm chủ mối quan hệ của mình và chính vì điều này bạn sẽ tạo ra rất nhiều những năng lượng tích cực trong suy nghĩ của mình trong lời nói của mình trong hành động của mình và bạn có thể thu hút rất nhiều may mắn vào cuộc sống của mình thông qua chủ đề của video lần này quốc anh hy vọng rằng đã mang đến cho tất cả chúng ta nguồn năng lượng tích cực và những thông tin hữu ích các bạn có thể chia sẻ trải nghiệm và kinh nghiệm của các bạn bên dưới video đó là cách mà tất cả chúng ta cùng nhau cộng hưởng để làm cho cuộc sống trở nên tốt đẹp hơn ngoài ra các bạn có thể kết nối trực tiếp với quốc anh qua fanpage và qua zalo theo số điện thoại quốc anh chia sẻ bên dưới mỗi video quốc anh chúc tất cả các bạn thật nhiều sức khỏe và may mắn chào tạm biệt và hẹn gặp lại